Trên thế giới thì có khoảng 200 triệu người mắc bệnh loãng xương. Ở Việt Nam thì 1 phần 3 phụ nữ và 1 phần 8 đàn ông trên 80 tuổi bị loãng xương. Và Việt Nam còn được xếp vào top những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh xương khớp nhiều nhất ở trên thế giới. Và hai cái mặt bệnh phổ biến nhất tại Việt Nam đó là bệnh loãng xương và bệnh thoái hóa khớp. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là dự phòng loãng xương. Đầu tiên, cái cách đầu tiên mà để dự phòng cái căn bệnh này thì chúng ta cần đảm bảo bổ sung đủ canxi qua chế độ ăn uống hàng ngày bằng cách là bổ sung canxi. Đây là một khoáng chất thiết yếu giúp cho xương chắc khỏe. 99% dự trữ canxi của chúng ta tại xương. Và nếu như mà chúng ta bổ sung canxi không đủ thì nguy cơ loãng xương của chúng ta rất cao. Đặc biệt là đối với phụ nữ sau 35 tuổi thì các cái chị mà sau 35 tuổi thì hay được bác sĩ Dung hướng dẫn là hay chat hay được kết nối. Và bác sĩ Dung hay hướng dẫn về việc mà bổ sung canxi như thế nào, lựa chọn canxi như thế nào và cái liều cần sử dụng như thế nào. Tức là sau 35 tuổi thì chúng ta cần hình dung như thế này, chúng ta phải bổ sung ít nhất là 2 đợt một năm, mỗi đợt kéo dài 3 tháng để phòng ngừa nguy cơ liên quan đến loãng xương. Và sau 50 tuổi thì một năm chúng ta định kỳ đi tầm soát cái đo mật độ xương DEXA. Bởi vì là sau 50 tuổi ấy, thì cái nguy cơ loãng xương của chúng ta nó rất là lớn, nên là chúng ta nên tầm soát cái vấn đề này. Và khi mà chúng ta tầm soát tốt ấy, thì chúng ta cũng sẽ có những phương án điều trị tốt hơn. Và khi mà chúng ta điều trị sớm thì tránh để nó nặng nề quá rồi. Ví dụ nó nặng cái mức gãy xương ấy, nó mất rất nhiều thời gian để lành xương. Thậm chí còn rất là nhiều người mãi còn không lành được cơ, vì lúc này xương nó loãng quá rồi. Và chúng ta hình dung như thế này, có rất là nhiều người, đặc biệt là ông bà già 60-70 tuổi gãy cổ xương đùi. Đây là một cái vùng dễ tiếp giáp, vùng tiếp giáp và nó dễ, rất là dễ gãy. Ê, sau khi mà gãy tầm này ấy, thì thường nằm một chỗ. Và tầm này thì phẫu thuật cũng khó, bởi vì là và nhiều bệnh lý nền, hoặc là kể cả phẫu thuật xong thì cũng phải nằm một chỗ, rồi là người nhà không biết cách chăn trở, không biết cách vỗ dung, thì sau đó thì dẫn đến cái biến chứng của cái việc nằm một chỗ như là viêm phổi, loét điểm tì, dẫn đến nhiễm trùng. Thế sau đó thì bệnh nhân diễn biến nặng và tử vong do những nguyên nhân này, chứ không phải là nguyên nhân gãy xương. Thì đó là những cái biến chứng rất là nặng ở những cái tuổi cao mà chúng ta hay gặp phải. Nên là hãy phòng ngừa ngay từ ngày hôm nay. Thì người ta hay có câu là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì cái yếu tố kiên quyết đó là bổ sung đủ canxi qua chế độ ăn uống hàng ngày. Các cái chế phẩm từ sữa thì rất là giàu canxi. Ví dụ như mà trong một cốc sữa thì sẽ cung cấp cho chúng ta khoảng 200mg canxi, 200-250. Thì một ngày chúng ta cần đâu đấy khoảng 1.000-1.200. Một cốc sữa đã cung cấp cho chúng ta khoảng 200-250 rồi. Một hộp sữa chua cũng như vậy. Rồi chúng ta có thể lấy từ các loại hạt nữa, cũng rất là giàu canxi. Bác sĩ Dung thì hay lựa chọn những loại sữa hạt mà có thêm canxi, thì nó sẽ giúp chúng ta hấp thu dễ dàng hơn, thay thế cái việc mà chúng ta hay phải ăn hạt. Rồi là các cái loại rau củ có màu xanh đậm nữa, các loại cá thì cũng rất là giàu canxi. Ngoài ra thì sau 35 tuổi thì còn bổ sung bằng các cái thực phẩm bổ sung. Và cái việc mà chúng ta lựa chọn canxi bổ sung như thế nào cho hợp lý thì thứ nhất là canxi hữu cơ, thì cái khả năng hấp thu nó sẽ tốt hơn cái canxi vô cơ và ít bị lắng đọng tạo sỏi. Thứ hai là trong cái bảng thành phần thì nên có một số chất như là vitamin D3, vitamin K2 và magiocyte hoặc kẽmocyte. Thì đây là một cái bảng thành phần tương đối đầy đủ và đẹp để cho cái việc hấp thu canxi của chúng ta tốt hơn. Và nếu không có các vi chất kia đầy đủ thì chúng ta sẽ khó khả năng hấp thu canxi, và nên là đầy đủ. Tiếp theo là trong một lần uống thì chúng ta nên bổ sung đâu đấy khoảng 500-600mg canxi trong một lần uống thôi. Tránh uống những cái viên mà nó có hàm lượng lớn quá thì nó sẽ không tốt, dễ lắng đọng tạo sỏi hơn. Thì đấy, khoảng 500-600 trong một lần uống. Và nên uống vào thời điểm là buổi sáng, bởi vì buổi sáng chúng ta có thể hấp thu vitamin D3 dễ dàng từ ánh sáng mặt trời, thì nó cũng dễ dàng hấp thu canxi hơn. Mặc dù là trong những cái thử sản phẩm bổ sung canxi thì chúng ta đã có D3 rồi, tránh uống vào chiều muộn là tối muộn vì nó dễ lắng đọng sỏi. Thì đấy là một cái hướng dẫn cơ bản về cái việc bổ sung canxi. Và thường thì một số những người mà giảm mật độ xương thì cũng chúng ta sẽ uống theo phác đồ như vậy. Tiếp theo đó là vitamin D3. D3 chỉ có hai con đường duy nhất thôi: tiếp xúc qua da dưới ánh sáng mặt trời hoặc là dùng thực phẩm bổ sung. Thì có rất là nhiều người chúng ta bị thiếu vitamin D3, cứ xét nghiệm đi, kiểu gì cũng dễ thiếu lắm. Nên là đặc biệt là những cái người mà ở trong nhà ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thì kiểu gì cũng thiếu. Và D3 nó ảnh hưởng đến quá trình hấp thu canxi là một chuyện, nó còn ảnh hưởng đến quá trình miễn dịch ấy. Thì
Tại sao nó lại có cái nghiên cứu như vậy? Bởi vì đợt Covid ấy, người ta thấy nhiều người tử vong, và sau đó thì người ta xét nghiệm cái nồng độ vitamin D3 thì thấy rất là thấp, và sau đó thì mới minh chứng cho cái việc là D3 liên quan đến khả năng miễn dịch. Thế người ta mới minh chứng cho cái việc là D3 chứ không phải là vitamin C có liên quan rất lớn tới hệ miễn dịch của chúng ta. Đó, cái việc là chúng ta tập luyện dưới ánh sáng mặt trời cũng là một cái vấn đề rất quan trọng, không còn cách nào khác cả. Rất là nhiều người chúng ta cứ bổ sung vitamin D3 liều cao á, cái điều này không đúng đâu. Chúng ta cứ đều đặn liều thấp chứ không phải là liều cao. Giống như kiểu một ngày chúng ta ăn một quả táo nó khác 7 ngày, mỗi ngày chúng ta ăn một quả táo nó khác với việc một ngày chúng ta ăn 7 quả. Nó cứ đều đặn tốt hơn cái việc là chúng ta bổ sung liều cao. Thứ ba là tập thể dục. Cái việc mà chúng ta đi bộ, bơi lội hoặc là những cái bộ môn nào mà chúng ta cảm thấy là phù hợp trong từng giai đoạn thì chúng ta sẽ, những cái bộ môn thể dục thể thao nó sẽ tăng cái tốc độ và duy trì cái mật độ xương của chúng ta. Thứ tư đó là cái việc không hút thuốc và giảm uống rượu bia. Cái việc hút thuốc quá nhiều sẽ góp phần vào tốc độ mất xương rất nhanh, và kể cả uống rượu cũng như vậy. Và thứ năm đó là giữ một cái cân nặng hợp lý. Khung xương thì nó sẽ chịu tải lực của toàn bộ cơ thể, nên cái việc duy trì trọng lượng cơ thể ở cái mức hợp lý thì nó sẽ góp phần cho chúng ta có một cái sức khỏe nói chung và ngăn ngừa cái nguy cơ loãng xương. Thì đây là một cái vấn đề rất là quan trọng, vì trong rất là nhiều bài chia sẻ thì bác sĩ Dung hay chia sẻ đó là một cái chỉ số, đó là chỉ số khối cơ thể. Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái bảng này. Bây giờ này, bình thường này, normal có nghĩa bình thường, còn bên này là overweight có nghĩa là chúng ta bị thừa cân, bên này là obese có nghĩa là béo phì, bắt đầu béo phì rồi. Cái chỉ số này nó sẽ bằng là cân nặng chia chiều cao, chia tiếp cho chiều cao. Các bạn hoàn toàn có thể comment ở bên dưới cái chỉ số nặng, cân chiều cao và cân nặng để bác sĩ Dung tư vấn nhé. Thì chúng ta cũng thể tự tính, nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ tự xem là chúng ta ở cái ngưỡng nào để chúng ta giảm cân cho nó phù hợp. Theo nào thì chúng ta sẽ trong một cái video thì bác sĩ Dung sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách giảm cân một cách nhanh chóng và an toàn. Còn trong video này thì chúng ta sẽ cùng tập trung vào những cái cách mà phòng ngừa cái nguy cơ loãng xương. Thì đảm bảo cân nặng một cách hợp lý là rất là quan trọng. Tiếp theo là chúng ta cần ngăn ngừa những cái chấn thương, đặc biệt là ở những người lớn tuổi. Chấn thương, té ngã là một nguy cơ rất lớn đối với người loãng xương. Thứ bảy đó là một chế độ ăn giàu protein. Đây là một thành phần rất quan trọng, cần thiết cho sức khỏe của xương. Phải đảm bảo rằng là chúng ta đã nhận đủ protein từ các thực phẩm như là thịt, đậu và các sản phẩm từ sữa. Thứ tám đó là chúng ta giảm bớt cái lượng caffeine. Quá nhiều caffeine có thể góp phần vào việc mất xương, và chúng ta nên hạn chế cái lượng cà phê và đồ uống chứa caffeine. Thứ 9 là bổ sung axit béo omega 3. Axit béo omega 3 rất quan trọng cho các cái vấn đề liên quan đến xương khớp, bởi vì chúng là một cái thành phần cấu tạo nên tủy xương của chúng ta, cấu tạo chính của tế bào tủy xương. Nhưng mà chúng ta không thể tự tổng hợp được, do đó chúng ta có thể bổ sung từ các cái loại cá, cá hồi, cá mòi, cá trích, cá ngừ. Thế trong thời gian vừa rồi điều trị thì bác sĩ Dung hay kê một cái dòng đó là omega 3 từ dầu nhuyễn thể, thì cũng thấy là cái hiệu quả điều trị khá là tốt. Rồi, và điều quan trọng cuối cùng là chúng ta nên theo dõi sức khỏe của xương, đặc biệt là người trung tuổi bước qua độ tuổi 50 thì tầm soát định kỳ đo mật độ xương, chụp X quang chúng ta xem xét được độ mỏng của xương, hoặc là xét nghiệm đo mật độ xương DEXA, thì đây là cái chẩn đoán xác định xem là bạn bị có bị loãng xương hay không, hay là chỉ đơn giản là tình trạng giảm mật độ xương. Thì cái phác đồ điều trị nó hoàn toàn khác nhau. Thì trong video lần này thì bác sĩ Úc vừa chia sẻ 10 cách để chúng ta có thể phòng ngừa cái loãng xương. Và video này hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn. Đừng quên đón xem những video khác trên kênh để có thể chúng ta hình dung nhiều hơn và hiểu biết nhiều hơn, có kiến thức nhiều hơn về bệnh lý này.